Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin nóng mỗi ngày. Cận cảnh nhà máy sản xuất oxy của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng, công ty cổ phần Đại Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Đừng quên like video và đăng ký kênh để giúp kênh phát triển nhé. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.